Một trường hợp hy hữu vừa xảy ra với một cụ bà tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long khi bà ăn bắp, sau đó thì bị sặc phải nhập viện cấp cứu vì suy hô hấp nặng. Khi nhập viện, bà có triệu chứng khó thở, đau tức ngực và tím tái nên được các bác sĩ đặt nội khí quản cấp cứu. Kết quả nội soi cho thấy niêm mạc phế quản phải đã viêm, tăng tiết đàm, cấp ra được hạt bắp. Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân cơ bản hồi phục. Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên cười nói khi ăn uống, vì khi nói chuyện, cười đùa chính là lúc nắp thanh quản mở ra, thức ăn có thể lọt vào đường thở. Đồng thời, khi có biểu hiện sặc, hốc dị vật nên đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.